ngày 31 tháng Giêng kính thánh Gioan Bosco. Thánh Gioan Bosco sinh ngày 16 tháng 8 năm 1815 tại Torino, nước Ý. Song thân của ngài là những nông dân nghèo khó. Khi Gioan lên 2 tuổi thì thân phụ qua đời. Thân mẫu Gioan phải cố gắng hết sức để nuôi cả gia đình. Vừa đến tuổi khôn lớn, Gioan Bosco đã phải làm việc vất vả để giúp đỡ mẹ. Ngài là người thông minh và tràn đầy sức sống. Rồi Gioan bắt đầu nghĩ đến việc đi tu làm linh mục. Ngài không dám nói điều đó với mẹ vì biết gia đình không có khả năng chu cấp cho ngài theo học ở chủng viện. Hơn nữa, thân mẫu Gioan lại đang cần có người phụ giúp việc nhà. Vì thế, Gioan đã nhẫn nại chờ đợi, cầu nguyện và hy vọng. Cuối cùng, một linh mục thánh thiện là thánh Giuse Capasso nhận thấy Gioan có ước mơ muốn làm linh mục. Ngài đã qua giúp Gioan Bosco gia nhập chủng viện. Suốt quá trình học tập, Gioan đã phải vất vả làm việc. Ngài học đủ thứ nghề, từ thợ mộc đến giày, nấu ăn, làm bánh, trồng trọt đến chăn nuôi. Gioan cũng làm nhiều việc khác nữa. Gioan đã không thể nào nghĩ rằng những kinh nghiệm thực tế đó sẽ giúp ích cho nhiều người sau này. Năm 1841, Gioan Bosco trở thành linh mục. Với tư cách là một linh mục, cha Gioan Bosco bắt đầu sứ vụ lớn lao của mình. Ngài tập hợp các em trai sống vô gia cư lại với nhau và dạy nghề cho chúng. Bằng cách này, chúng sẽ không phải đi ăn trộm, ăn cắp hoặc quậy phá gây rối trật tự nữa. Khoảng năm 1850, đã có 180 em trai sống tại căn nhà dành cho các trẻ em của cha Gioan Bosco. Mẹ của Gioan Bosco là người giữ nhà. Thoạt đầu, người ta không hiểu được điều Gioan Bosco đang làm. Họ cho rằng bọn trẻ sẽ không thể nào trở nên tốt được, nhưng Gioan Bosco xác nhận là chúng có thể. Em có muốn làm bạn của Gioan Bosco không? Thánh nhân thường hay hỏi như vậy mỗi khi có một cậu nhỏ lạ đến với ngài. Em muốn chứ? Bosco vui vẻ hỏi như thế, và sau cùng ngài kết luận: rồi em sẽ giúp tôi cứu lấy linh hồn của em. Ngài muốn các cậu trai của ngài mỗi tối phải đọc 3 kinh kính mừng để Đức Mẹ giúp các cậu giữ mình khỏi tội. Ngài cũng dặn dò khuyên nhủ bọn trẻ phải thường xuyên lãnh nhận các bí tích hòa giải và thánh thể với tấm lòng yêu mến. Một trong các cậu nhỏ của Gioan Bosco là Damon Savio, sau này cũng đã làm thánh. Thánh Gioan Bosco thiết lập một dòng tu chuyên đào tạo các linh mục và tu huynh theo tinh thần của thánh Francisco Salesio. Họ được gọi là các tu sĩ thuộc tu hội Salesian Don Bosco. Một dòng nữ dành cho các chị em Salesian cũng được thiết lập với sự giúp đỡ của thánh nữ Maria Mazzarello. Gioan Bosco qua đời ngày 31 tháng Giêng năm 1888. Toàn thể dân thành Torino đã xếp thành hàng dài trên các đường phố để tỏ lòng tôn kính, cảm phục, yêu mến và biết ơn ngài. Lễ an táng của Gioan Bosco đã trở nên lời loan báo vui mừng tạ ơn Thiên Chúa vì đời sống kỳ diệu của con người này. Một linh mục trẻ quay sứ có lần gặp gỡ Gioan Bosco, về sau đã trở thành Đức Giáo Hoàng Pio thứ 11. Chính ngài đã sung sướng phong thánh cho Gioan Bosco vào năm 1934. Chúng ta hãy học hỏi nơi thánh Gioan Bosco ảnh hưởng tốt mà ai ai cũng có thể thực hiện được, đó là vươn tay ra giúp đỡ người khác cách vui tươi quảng đại.